Khi trước lúc mình quay thì có gặp một sự cố, đó là cái thẻ nhớ của mình nó bị cái gì hết, nhưng mà mình quay xong rồi, nhưng mà bây giờ có cái clip nhưng mà không có nhận được, là bây giờ mình mất hết mấy đoạn mình quay tận cảnh á, nên mình không có lấy được mấy cái đoạn đó, mong mọi người thông cảm nha. Tại vì cái thẻ nhớ đó mình nghĩ nó bị virus thì sao đấy, nhưng bây giờ không có lấy được cái đoạn clip ở trong cái điện thoại thứ hai ra, thì mình cũng cố làm rồi nhưng không lấy được, và chỉ được mấy cái đoạn quay từ xa thôi, còn mấy quay tận cảnh thì mình không có lấy được nha. Vì cái đó là một sự cố, mình sẽ khắc phục sau. Chào mừng các bạn lại đến với kênh Vlog 1993. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ẩm thực nha mấy bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video làm thử bánh bao nha. Bánh bao mình đây là một bánh bao 1 kg mà mình mua ở siêu thị, và đây là nhân mình đã làm sẵn rồi, và đây là trứng cút sữa tươi. Và bây giờ mình bắt đầu làm nha, mời bạn đón xem cái clip của mình. Ok, và bây giờ mình bắt đầu mình xé bột ra và mình cho vào cái này mình làm nha mấy bạn. Này tới 1 kg à. Mình cái này là men men khô, men nở các bạn, là mình cho vô luôn nha. Rồi đây là mình không cho nước, cho mình cho sữa tươi nha. Giờ bắt đầu mình nhào cái bảng này là không sử dụng bọc được nha, mình nên mình phải nhào tay.
Ok, và bây giờ mình bắt đầu mình làm tiếp nha bạn. Vô kia nắng quá nên mình vào vô đây cho nó mát nha. Giờ bắt đầu mình làm nè. Rồi mình làm bánh bao nha. Rồi mình dò trước. Mình để này ra cho nó khỏi chín nha. Làm này tí nữa mà mình cán ra mình mới bỏ nhân vô được nha mấy bạn. Bây giờ mình cán nha. Nè, mình làm bánh bao truyền thống chứ không phải bánh bao khổng lồ như mấy bà người khác làm nha các bạn. Rồi mình cho nhân vô.
nên mình làm chỉ được 8 cái thôi. Và bây giờ bắt đầu mình đem đi hấp nha, rồi mình bỏ vô. Chờ khoảng tầm nửa tiếng sau là bắt đầu mình lấy ra nha mấy bạn. Nửa tiếng là nó sẽ chín thôi, như từ so với nửa tiếng, đúng nửa tiếng nha mấy bạn. Và bây giờ được nửa tiếng rồi đó mấy bạn. Và bây giờ mình sẽ dở ra xem nha. Đây, và cái nó nở rất là bự mấy bạn. Bây giờ mình lấy ra mình thưởng thức coi như thế nào nha. Wow, nóng quá. Đây, và bây giờ thành phẩm của mình đây. Đây, thành phẩm của mình đây. Và đây là thành phẩm của mình xong rồi nha mấy bạn. Rồi mình vừa cắn thử một miếng nè. Bây giờ mình lột giấy ra nha. Cắn ha. Ngon. Chung mà mình làm của mình là mình phải khen của mình ngon rồi. Không mà ngon thiệt. Rồi, video mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình ra nhiều video nha. Chào các bạn.